mời các bạn đến tiếp phần 2 tại vườn nhà chú Văn Hùng. Và đây là những tác phẩm bonsai size nhỏ hơn mình muốn giới thiệu tới mọi người. Đây là một cái cốc nha mọi người, rỡ rất quái. Khá là hay. Một cái dúi. Và như phần 1 mình đã nói, số điện thoại của chú Văn Hùng mình để dưới phần mô tả để mọi người liên hệ. Một cái khế. Lộc Vân. Ok. Cái xây. Cây cành đi rất là uyển chuyển. Quá đẹp. Cần thăng nha mọi người. Cây trắc. Và tác phẩm này chú vừa đi triển lãm với các tiếng gì. Cây dối. Hai châu. Cốc nha mọi người. Hai châu. Mẹ. Quế tùng.
mẫu đơn. Một cây trách bộ để bộ rễ rất là hay. Cây cóc, tôi nói những tác phẩm nhà chú rất độc đáo. Do trong này thì không gian khá là hẹp mọi người, cho nên mình quay có thể là những tác phẩm quay không toàn cảnh được, mọi người cũng hết sức thông cảm. Cây này mình không biết cây gì, do chú cũng không đỡ lá, mình không biết cây gì, mình thấy